hoặc pháp môn giải thoát không, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc tám giải thoát, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc tất cả pháp môn tam ma địa, hoặc tất cả pháp môn đà la ni, hoặc bậc cực hỷ, hoặc bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân, hoặc năm loại mắt, hoặc sáu phép thần thông, hoặc mười lực Phật, hoặc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc đại từ, hoặc đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc pháp không quên mất, hoặc tánh luôn luôn xả, hoặc trí nhất thiết, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, bất hoàn, a la hán, quả vị độc giác, hoặc tất cả hạnh đại Bồ Tát, hoặc sự đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí tương tục, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc cảnh giới hữu vi hoặc cảnh giới vô vi tất cả pháp như thế ở trong thánh pháp tỳ nại gia này đều chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng không hợp không tan không sắc không thấy không đối nhất tướng đó là vô tướng Phật vì lợi ích cho các loài hữu tình khiến được hiểu biết đúng đắn, nhập thật tướng của Pháp, vì thế tục mà nói chẳng phải vì thắng nghĩa. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát đối với tất cả Pháp như thế nên học tri kiến. Học tri kiến rồi, như thật thông đạt các Pháp như thế nên nhiếp thọ, các Pháp như thế chẳng nên nhiếp thọ bạch thế tôn đại bồ tát đối với những pháp nào khi học trí kiến như thật thông đạt rồi chẳng nên nhiếp thọ và đối với những pháp nào khi học trí kiến như thật thông đạt rồi nên nhiếp thọ này thiện hiện đại bồ tát đối với pháp của các bậc thanh văn, độc giác, học trí kiến như thật thông đạt rồi, chẳng nên nhiếp thọ. Đối với các pháp tương ưng với trí nhất thiết trí, học trí kiến như thật thông đạt tất cả tướng rồi, nên nhiếp thọ. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát đối với Thánh Pháp tỳ nại gia này, nên học bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế. Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Phật nói Thánh Pháp tỳ nại gia. Vậy thì những gì gọi là Thánh Pháp tỳ nại gia? Phật dạy, này thiện hiện, hoặc chư thanh văn, hoặc chư độc giác, hoặc chư đại bồ tát, hoặc chư như lai ứng tránh đẳng giác. Tất cả các vị ấy đều cùng tham dục sân nhuế ngu si chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng chẳng hợp chẳng tan đều cùng với thân kiến giới cấm thủ nghi chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng chẳng hợp chẳng tan đều cùng với dục tham sân nhuế chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng chẳng hợp chẳng tan